journey will end. But I know where to start. They tell me I'm too young, understand. They say I'm caught up in the dream. Will life will pass me by if I don't open my eyes? Well, that's fine by me. So wake me up. Beautiful now, we're beautiful.
the magic in the air. Aye, 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 le belle main en l'air. Allez, 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 feel the magic in the air. Aye, 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 le belle main en l'air. Allez, 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 feel the magic in the air. Magic system, rêve moi. Mình chỉ muốn một điều rằng là khi mà sau này dù ở đâu, dù ở nơi nào, một năm chúng ta ráng về họp lớp một lần thôi các bạn, một lần thôi. Có thể các bạn không ưa nhau thật sự tại thời điểm này, có thể các bạn ghét nhau, nhưng sau này tôi muốn nói rằng hồi xưa muốn gặp mặt nhau để nói rằng hồi xưa tao ghét mày đó, tao thù mày đó, nhưng không có thể là sẽ gặp nhau. Lời chia tay nói hôm nay có thể là lời chia tay dài không tưởng để gặp lại. Và mình muốn nói với các bạn rằng thanh xuân của chúng ta khép lại tại thời điểm lớp 12. Đó là thanh xuân chỉ 12 thôi. Các bạn sẽ ra đời, các bạn sẽ gặp bạn đại học, các bạn sẽ gặp người yêu, các bạn sẽ làm vợ, làm chồng một ai đó. Nhưng mà chưa chắc rằng các bạn sẽ được cười, được hạnh phúc như bây giờ. Các bạn có thể làm ra một tháng 10 triệu, 15 triệu, 20 triệu. Các bạn làm ra 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu, 5 triệu. Nhưng chưa chắc gì mấy bạn có được những tình bạn như bây giờ. Mình dám khẳng định như vậy. Khi các bạn ra trường, các bạn sẽ không tìm được một ai tốt như vậy. Dù các bạn ở đây các bạn có hại nhau đi chăng nữa, thì các bạn cũng không thể nào hại như ngoài đời được. Các bạn ở đây là tuyệt vời nhất đối với mình. Ai giận hờn gì, ai ghét bỏ nhau gì, ngồi đây bỏ đi, bỏ hết đi. Vì các bạn không còn thời gian, các bạn không còn cơ hội để ghét, để giận nhau nữa. Không còn một lần nào nữa đâu. Sau này các bạn ra đường rồi, hai con đường khác nhau rồi. Các bạn không còn đối mặt với nhau để mà giận, để mà ghét như hôm nay nữa đâu. Thái lên nào. Thái lên. Hy vọng là sau này mấy bạn sẽ thành công trong cuộc sống, làm công việc mà mình thích, có nhiều tiền. Tất cả mọi người như là một gia đình của em. Anh em mình là một gia đình. Nói với mấy bạn, là tôi coi mấy bạn như gia đình. Tuy là tôi không có biểu hiện ra ngoài, nhưng mà ra trong lòng tôi cũng nhớ mấy bạn nhiều lắm. Biết sau này rồi tôi không có gặp lại mấy bạn nữa, chắc tôi buồn dữ lắm luôn á. 12/9, 33 con người luôn luôn có niềm tin cho mọi quyết định của mình. Người ta nói bạn đúng hay sai, bạn phải tin vào bản thân mình. Tụi mình luôn luôn ủng hộ các bạn. Nói chung là mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Mình rất nhiều. Mình cảm ơn các bạn trong thời gian qua. Cảm ơn các bạn. Trời ơi.
Chúc mấy bạn luôn thành công trong cuộc sống. Nó nhớ hả? Không, bà nó ướt ác từ đầu giờ tới cuối giờ. Nói đi. Đừng có làm bún nó gung. Lớp 12 của mình rất là nhiều kỷ niệm. Mình không bao giờ quên được. Nếu là phải luôn xung quanh mình. Mong là hôm nay mình khóc. Để mấy bạn không bao giờ quên được. Mong là các bạn sẽ đậu được kỳ thi sắp tới. Giờ sau này gặp trên đường đời thì mong là hỏi thăm nhau vài câu mà đừng có lãng quên như là lời Hải nói. Có gì mấy kiểu vừa không? Mình xin cảm ơn tất cả các bạn. Trong suốt năm học qua thì mình làm lớp trưởng của các bạn trong một năm. Có thể là mình chưa tốt, có thể là mình còn nhiều cái xích mích. Nhưng mà mình muốn nói với bạn một điều á, là mỗi người, mỗi nhà, mỗi cảnh, không có ai là cái hoàn cảnh giống nhau hết các bạn. Bây giờ mình chúc cho các bạn là có một tương lai thật là tươi sáng. Các bạn hãy thật sự tìm được hạnh phúc của mình sau này. Xin con chim ba trên đồi lá cọ, hãy đưa tôi đến với tuổi học trò. Nơi đó có thầy và có bạn, chẳng bao giờ tôi vướng bận một chút nào lo. Cảm ơn mọi người. Mong là sau này 10 năm, 20 năm nữa mình vẫn còn gặp nhau. Cô biết nói gì không? Có lẽ đây là một cái lớp với cô rất là nhiều kỷ niệm. Ngày đầu tiên cô nhận lớp 33 em. Nhìn lại chỉ có 9 chàng trai thôi. Con nó chết rồi, con gái không. Rồi làm sao mà có những con trai để mà gồng gánh với lớp đây. Rồi nhiều suy nghĩ lắm chứ. Tại vì mỗi một cái lớp học là một nhóm, rất là nhiều nhóm. Làm sao hòa các em lại chung thành một tập thể đây. Cô trăn trở rất là nhiều. Cuối cùng cô đã chọn ra một giải pháp là cô nói chuyện với các em là chúng ta dẹp lại ở quá khứ, chúng ta chỉ nhìn ở tương lai và hiện tại của chúng ta. Và cuối cùng cô đã thành công. Thành công ở lớp 12-9 trọn vẹn về cả nhân cách, về cả lẫn cả học thức. Cô xúc động nhất là ngày các em làm sinh nhật cho cô. Có lẽ đó là cái sinh nhật mà cô sẽ không bao giờ quên. Bởi vì các em đã kết nối với con gái của cô. Đó là bất ngờ dữ lắm. Hôm nay không biết nói gì hơn là cô chúc các em thành công trong cuộc sống. Và nên nhớ là bước đường đi của mình sẽ có rất nhiều chông gai. Các em phải vững vàng, không được bước sai dù chỉ là một bước chân nhỏ. Nhớ nha các em. Cô cảm ơn tất cả. Cô cảm ơn. Cô chúc các em thành công trong cuộc sống. Cô sẽ dõi theo các em từng bước đi. Sắp tàn, sương ướt lạnh, cầm bàn tay chẳng muốn rời. Ngày mai đây, hai phương trời, bạn thân ơi biết đi về đâu. Đã qua rồi, bao tháng ngày, cùng bên nhau chung mái trường. Mà giờ đây, hai con đường mình chia tay.